nước là chấm. Mẹ ra đi đang quay phim mà thấy được con này chỉ là cái này khi nào nó bật cái này lên như vậy là nó chỉ đấy. Chùm dâu tây nè, dâu tây của người Hàn Quốc trồng. Nè, con này ngon nè. Chùm trà nó đẹp. Thank you.